Dạ, yeah. và chúng ta lại bắt đầu cả chương trình chỉ mới ngay ứng dụng lực hấp dẫn để đạt mọi mục tiêu công Lanh và câu lạc bộ chẳng thể hỏa vàng. Yes, và trong những cái ngày trước thì ở uh, Lanh cũng đã chia sẻ cho anh chị những cái cách thức làm như thế nào để mà chúng ta có thể là giữ được cái động lực cho mình đúng không anh chị? làm như thế nào để mà chúng ta có thể là xây dựng những cái bí kíp để chúng ta có thể là xây dựng một cái thói quen làm việc khoa học và bao nhiêu anh chị mình đã ứng dụng những cái bí kíp này vào cuộc sống của mình anh chị có thể comment tôi được không ạ Dạ rồi, rất là tuyệt vời. Và ngày hôm trước thì Lan đang chia sẻ tới cái tư duy đó chính là mình cần phải giữ mỗi quan hệ, giữ mỗi liên lạc với những mỗi quan hệ xung quanh của mình, đúng không anh chị ơi? Yes. Và chúng ta dành thời gian quý bảo cho nhau. À, chúng ta một trong những cái cách mà chúng ta có thể là giữ được lửa hay là sưởi ấm cho nhau anh chị là một cái cách mà chúng ta có thể là giữ được những cái động lực thì đó là lý do vì sao anh chị trong cái môi trường uh, gọi là hưng hợp cái năng lượng Lý do tại sao mà trong cái môi trường của uh, câu lạc bộ chúng ta Anh chị là liên tục có những cái chương trình đọc sách này Hay là những cái buổi dung học tập Thì chính là những anh chị nào mình tham gia chính thức vào câu lạc bộ Thì chúng ta luôn luôn là sửa dụng cho nhau Anh chị có để ý không ạ? À? Yes, uh, chúng ta có uh, không có một mình đúng không anh chị? Uh, chúng ta có những người bạn, uh, những người công trì hướng Uh, và ở đây là một cái môi trường yêu thương, uh, khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công Và là nói thật là anh chị uh, nghĩ đi ạ Nếu như mà mình ở ra ngoài kia anh chị uh, Mình không có dễ mà kiếm được cái môi trường tuyệt vời như vậy đâu ạ ừ, Bao nhiêu anh chị mình uh, đã tham gia vào câu lạc bộ Mình cảm thấy là môi trường ở câu lạc bộ rất là tuyệt vời Anh chị có thể comment tôi được không ạ Dạ Rất là động động anh chị, yes. Thật sự có nhiều môi trường anh chị thật sự là nó không có được lăn mạnh ở đây đúng không anh chị. Thật sự là như vậy luôn. Cho nên là lần này rất là tuyệt vời và cảm thấy mình rất là may mắn khi mà mình có được môi trường câu lạc bộ như chúng ta rất là tuyệt vời luôn anh chị. Vậy cho nên là hãy trân trọng anh chị ha và hãy cho phép mình dành thời gian để được ở gần những con người như vậy đúng không ạ? Để mà chúng ta sửa ấm à, ấm cho người khác và người khác sữa ông cho mình đúng không anh chị ơi <laughs> có câu lạc bộ mình rất là hay anh chị ha có cái điểm hay ở chỗ đó ok chưa rồi một cái thói quen nữa mà linh thấy rất là hay đó là anh chị từng dùng ha à, thì linh cũng đã chia sẻ trong những cái livestream trước rồi hôm nay á, thì là mình nói thêm đó là những cái mà cho mình khi mà anh chị đạt được những cái mục tiêu nào đó à, khi mà mình hoàn thành một cái mục tiêu nào đó đặc biệt là những cái mục tiêu lớn hay là những mục tiêu dài hàng đúng không ạ? thì anh chị hãy thưởng cho mình đúng không ạ? anh chị hãy thưởng cho mình những cái phần thưởng đúng không anh chị ơi? à giống như là trong cái, cái tháng thẳng à, vừa rồi thì lan cũng đạt những cái mục tiêu của mình và lan cũng đã thưởng cho bản thân của mình một chuyện là à, du học và đi du lịch ở Singapore mình cảm thấy rất là tuyệt vời. qua đó thì mình học được những cái bài học từ những con người ở Singapore anh chị cực kỳ kỷ luật luôn cực kỳ động giờ luôn anh chị và mình hiểu lý do vì sao. Mình chỉ có ngày thứ hai thôi mà mình hiểu được cái lý do vì sao mà họ lại thành công như vậy. Họ rất là kỷ luật trong cái việc dơ rất kể cả bạc uh, tay xe anh chị. Uh, mình qua đó mình đặt xe mặc dù mình đưa tiền trước cho họ ra anh chị ha. Nhưng mà anh chị chỉ cần trễ 15 phút thôi là họ chạy. <laughs> họ không có chờ mình. Hoặc là anh chị trễ vài phút thôi thì anh chị phải là bu. Anh chị phải gửi tiền gấp đôi cho họ. Giống như là Kỳ tận kỵ lục á, và động giờ á, họ, họ đã đi vào trong mẫu tân người dân Ở Đỏ rồi anh chị Và đặc biệt á, qua Đỏ thì nước rất là sạch anh chị Kể cả nước ở, ở phòng vệ sinh á, Mình có thể uống được luôn <laughs> Nên là ở Singapore rất là tuyệt vời Rất là lành mạnh, rất là trong sạch ừ, dạ. Đúng rồi Hay là có những anh chị là mình thích là điện thoại thì mình thưởng cho mình điện thoại anh chị thích laptop macbook thì anh chị đặt mục tiêu và thưởng cho mình những cái đó hay là có những anh chị thì là à, rất là thích những bộ đồ đẹp những bộ đồ hàng hiệu những cái tuổi hăng hiệu đúng không ạ thì anh chị có thể thưởng cho mình những cái đó đúng không anh chị ơi à, chúng ta thể trích ra nóng hoặc là 10% cái lợi nhuận của mình để mà thưởng cho mình đúng không ạ thì đây cũng là một cái thói quen để mà chúng ta có được cái động lực anh chị ha à, tuy mỗi người anh chị nhé ừ, giống như lành thì lành cũng rất là thích à, đồ công nghệ Yes rồi thì lần có thể là thương và thương cho mình và những cái uh, gọi là liên quan tới đồ công nghệ nó giúp cho mình là phát triển công việc của mình tốt hơn thì tùy vào tính cách hay là sở thích của một uh, một anh chị ở đây đúng không ạ đó thì rồi uh, thêm một cái cách cuối cùng là anh chị nhé một cái cách để mà chúng ta có thể là chuyên động lực muốn có được cái động lực đó thì chúng ta hãy để cái mục tiêu của bạn uh, như thế nào hãy nói cái mục tiêu của mình cho người khác đúng không ạ và dạ, đúng rồi nói cái mục tiêu của mình cho người khác ví dụ như là bạn á, thì là bạn hãy nói uh, lấy chiếm luôn đúng không ạ nói cho mọi người xung quanh là à, tôi sẽ làm được điều này tôi sẽ giảm bao nhiêu kỹ à, trong vòng bao nhiêu tháng tôi sẽ đọc bao nhiêu trang sách À, hay là chống bao nhiêu tuần hay là tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong thời gian nào đó tôi sẽ kiếm tiền nó chống là anh chị hãy nói cái mục tiêu của mình cho người khác nghe nói cho càng nhiều người nghe càng tốt bởi vì khi mà cái vấn đề chúng ta có như là uy tín rồi anh chị như khi mà chúng ta đã nói ra thì là chúng ta sẽ có một sự cam kết và mọi người sẽ luôn luôn là như thế nào mọi người sẽ luôn nghĩ rằng là à anh chị sẽ làm được và mọi người sẽ luôn luôn là ở bên cạnh anh chị và mọi người sẽ luôn luôn nhìn anh chị theo cái cách là ồ anh chị sẽ làm được và họ mắng chơi cái thành công của anh chị và họ sẽ cổ vũ họ sẽ ăn mừng họ sẽ chúc mừng cho anh chị và nếu như mình gương tới cái ngày nào đó rồi á mà mình chưa hoàn thành thì họ sẽ hỏi rằng là à bạn nói là bạn sẽ giảm bao nhiêu kỹ đó là bạn đã làm chưa hay là người ta sẽ hỏi bạn đúng không ạ người ta sẽ hỏi bạn À, nói là có nhiều người là cơ khía mình anh chị đúng ạ <laughs> thì cái người cơ khía mình á cũng tạo cái động lực cho mình đúng không anh chị ơi hay là bằng bằng nói mà sao bạn không có làm hay là bằng trầm dọ vậy à kiểu kiểu là như vậy anh chị hay là bằng nói hay là bằng đọc sách thì là bạn đọc chưa vân vân đó thì à, người đó là những cái người mà sẽ truyền động lực cho mình thì chính họ sẽ nhắc nhở chúng ta thì chúng ta sẽ cho rõ à, cho mọi người nghe như vậy đúng không ạ chúng ta sẽ nói cái mục tiêu của chúng ta cho mọi người nghe như vậy à, thì tự nhiên là, lúc đó là mình có cái trách nhiệm lớn hơn và cái uy tín của mình anh chị mà cái uy tín của mình mà hay còn có cái cái lòng từ trọng đúng không ạ? À bây giờ mình nói được thì mình phải làm được chứ. Bạn nói mà bạn không làm là mình không có chữ tín đúng không ạ? À bạn có phải là Nắm chữ hạng đại trường phú không? Bạn có phải là uh, nhất cốn cựu định không đúng không ạ? À, uh, kiểu kiểu là như vậy. Bạn có phải là người thành công không? Khi mà chúng ta tư dấn chúng ta làm như vậy anh chị là từ dẫn là chúng ta có cái trách nhiệm. Tư à, từ là chúng ta có cái động lực để mà chúng ta hoàn thành luôn. Anh chị có thể như vậy không ạ? Đó. Tại vì mình thấy rằng à, mọi người đang quan sát mình cho nên là mình cần phải uh, hành động tập trung, tập trung hành động mạnh mẽ hơn để mà hoàn thành mục tiêu của mình. Thì đó cũng là một cái cách mà lần ở uh, cộng hưởng dẫn để mà anh chị chúng ta là có được cái động lực và một cái cái cuối cùng, uh, một cái cái chip anh chị ha, một cái chip cuối công uh, đó chính là anh chị hãy để xen kẽ những cái việc mà bạn thích làm với những cái việc mà bạn không thích làm xen kẽ trong một ngày à, lan ví dụ nhé ví dụ như là ngày hôm nay là anh chị đã biết rồi à dạ sự như ngày hôm nay á, là anh chị có nắm việc đúng ạ à, 5 nắm nắm việc cưng làm thì có đến hai hai đến năm thử là chúng ta phải làm hai việc mà anh chị không thích thì đó là hai việc anh chị không thích làm nhưng mà buộc phải làm à, vì mình mình làm anh chị mình phải thành công đúng không ạ Yes. Và chúng ta làm những cái việc mà chúng ta không thích làm nữa Thì có những cái việc mà chúng ta không thích làm đâu Nhưng mà chúng ta phải làm Vì đó nó liên quan tới sự thành công của chúng ta Những cái việc quan trọng chúng ta phải làm Vậy thì có một cái cách đó anh chị Mà chúng ta luôn luôn giữ được cái động lực á Cái cách mà chúng ta phân chia ra hai cái anh chị Ví dụ giống như là ngày hôm nay là chúng ta phải gặp Chúng ta có một cuộc gọi của ai đó à, Mình gọi điện với một cái người nào đó hay là mình mang về cái công chuyện hay là mình nghiên cứu thị trường gì đó mà mình không có thích nhưng mà buộc mình phải làm ví dụ như là hôm nay là mình muốn làm một cái bữa ăn rất là ngon và mình rất là thích nấu ăn mình muốn làm một cái bữa ăn rất là ngon mình thích làm một cái bữa ăn là nó vừa healthy nó vừa ngon vừa đẳng cấp À, nó vương chất lượng nữa là một cái bữa ăn rất là tuyệt vời đúng không ạ à, và mình rất là thích cái việc đó mình thích từ cái việc là đi chờ đến cái việc là nếm nếm rồi tới cái việc là lựa chọn những cái thức ăn hay là cái việc có thể là trồn vân vân à, thiết kế một cái bữa ăn là lành mạnh và tốt cho sức khỏe à, mình rất là đam mê à, thì gọi nhiều anh chị là đam mê như vậy đúng không anh chị <laughs> yes đó à, thì nó rất là đẳng cấp tại vì là nó đến từ cái bị gì ở đấy gọi là cái sự cân bằng anh chị ha thì định để đó chính lá sự cân bằng cân bằng giữa giá vị với nhau nhé yes. anh chị thấy rõ ràng không ạ là cái cảm hứng mình thậm chí là mình có cái cảm hứng là mình chia sẻ cho anh chị ở đây thật sự là à, mình rất là thích cái việc đó như thế nào đúng ạ vậy thì mình sẽ uh, có một cái cuộc gọi mà bây giờ là anh chị là không có thích cái cuộc gọi đó nhưng mà cái cuộc gọi nó cực kỳ quan trọng và nó sẽ giúp cho anh chị đạt từng bước đạt những mục tiêu của mình và khi mà mình đạt sống anh chị mình hoàn thành nó rồi thì à, mình đạt đúng ạ và mình được nấu những cái bữa ăn rất là ngon. À mình được theo đuổi cái đam mê của mình đúng không anh chị? Yes. Và mình làm một cái đam mê của mình, mình nấu cái bữa ăn đó. Và mình làm vì cái đam mê thôi. À, và sau đó là mình lại làm tiếp cái việc mà mình không thích kia. Được không ạ? À? Yes. À, hay là Giống như là Lan cộng cộng một cái đam mê Lan rất là thích uh, xem những cái video những cái kiến thức á về những cái người thành công của anh chị. Những cái video về khoa học về uh, tài chính, về doanh nghiệp, về lãnh đạo của những người thành công đúng ạ thì đó là mình rất là thích luôn ở à, mình muốn có ý không ạ à? à, ok mình làm xong cái việc mình cần phải làm làm xong cái việc quan trọng à, những cái việc mình không thích nhưng mà mình phải làm rồi thì à mình sẽ dành ra nửa tiếng hay là một tiếng để mà mình xem cái video mà mình thích để mà mình có thể là học tập thêm à, mình đọc mình nghe những cái chuyên gia chia sẻ thêm đúng ạ mình thậm chí là mình giải trí như vậy đó anh chị và sau đó là mình có thể làm tiếp những cái việc mà mình không thích nhưng mà mình phải làm thì đó là cái cách để mà anh chị có thể là uh, như thế nào nó giống như là cái uh, bánh mì sơ huyết cho anh chị uh, khi mà anh chị ăn đó thì anh chị biết là nó sẽ có những cái chất mà mình thích uh, và nó cũng có những cái cái miệng mà mình không có thích đúng không anh chị mình ăn vào là nó kiểu như vậy đó anh chị thì nó có một cái sự thật là như vậy thì chúng ta sẽ không có bị nạn uh, chúng ta sẽ không có bị đập nhiều mà tự nhiên là chúng ta cảm thấy là nó rất là vui anh chị ha mình cảm thấy là tự nhiên là mình luôn luôn là giữ được cái năng lượng của chúng ta ok chứ rồi thì đó là cái ngày hôm nay anh chị ha và một trong những bí kíp mà lan uh, đã trả lời cho anh chị cái cách để mà cho anh chị có thể là giữ được cái động lực của mình thì đó anh chị có thể lên uh, gọi là nội là anh chị ha để mà chúng ta có thể ứng dụng uh, thì hôm nay thì lan xin uh, uh, kết thúc cái uh, phần chia sẻ ở đây anh chị nhé Ờ, uh, Lan rất là biết ơn tất cả anh chị đã đồng hành cùng Lan trong cái buổi dung này và uh, hẹn gặp các anh chị trong những cái uh, buổi dung tiếp theo những cái chương trình tiếp theo của lan nha và ở uh, đặc biệt vào uh, lúc 12 giờ hôm nay uh, thì sẽ có một cái chương trình chia sẻ cho chúng ta cái cách làm như thế nào để mà anh chị có thể là ứng dụng luật hấp dẫn đạt cái mục tiêu của mình thành công hơn đặc biệt là cái mục tiêu trong tháng 6 này nên mà nếu như mà anh chị nào mình chưa có cái môi trường để mà mình có thể là cùng nhau hướng dẫn vận dụng những cái cách thức ứng dụng luật hấp dẫn giúp là anh chị thành công hơn phát triển bản thân của mình tốt hơn thì anh chị có thể là tham gia học tập công lan nhé lan xin chào